Rồi, mình quay lại cái bài bài lab nha. Đây. Lab 4 bài 1 nha. Các bạn nhìn nào. Ở đây nói rất rõ là mình dùng cái fragment layout nhá. Đâu rồi? À, frame layout nhá, sorry. Đây nhìn nào. Các bạn dùng cái frame layout để chứa nó ha. Đấy, làm một cái fragment thì dùng cái fragment layout, làm hai cái fragment trở lên thì các bạn dùng cái frame layout. Thì cái frame layout nó chính là cái layout mà các cái view mà đặt trong layout đó nó sẽ chồng lên nhau nhá. Và frame layout nó hay dùng để tạo các cái giao diện ở các cái app ứng dụng, ví dụ ứng dụng chơi bài á. Tức là các bạn nhiều cái lá bài nó chồng lên nhau ấy. Lật lá bài là cái, mỗi lá bài sẽ là một cái hình đúng không? Một cái hình gọi là một cái image view. Thì các cái view đấy nó sẽ chồng lên nhau. Thì các bạn làm cái game mà chơi bài thường dùng cái layout này. Hai, hay không? Hai là các bạn dùng để làm các cái bài toán là table layout này các bạn này. Đấy, kiểu kiểu như này cũng dùng được frame layout ha. Đấy, rồi. Nó đè đúng rồi. Nhưng mà cái bài 3 đấy thì mình dùng cái ViewPager là các bạn làm được rồi. Ok, về cái bài này thì các bạn lưu ý là mình sẽ dùng cái frame layout. Thì bây giờ mình sẽ tạo layout gì này các bạn nè. Mình sẽ có một cái linear layout này. Trong này sẽ có hai cái button. Ở dưới này là một cái frame layout nhá. Ok, vậy thì mình sẽ tạo cái layout trước. Ngoài cùng là cô để cái linear layout nhá. Đây, ngoài cùng là cô sẽ để linear layout. Ở trong này cô sẽ để một cái linear layout nữa. Ở đây chứa hai cái button nha. Đấy, cô sẽ để linear layout. Đó. À, chiều rộng sẽ là wrap content, chiều cao sẽ là match parent. À, chiều rộng, chiều cao sẽ là wrap content, chiều rộng sẽ là match parent nha. Các bạn đừng quên để cái orientation là horizontal nhá, tức là nó là điều hướng theo chiều ngang. À, ok, đóng nó lại. Ở trong này các bạn để cho có hai cái button. Ok, để cái button chiều ngang width là để match parent, wrap content. Các bạn để cái weight, layout weight để 1 nha các bạn. Để cái text là fragment 1. Một, à, rồi ok, rồi để cái ID nhé, đừng quên để ID nào. Là gì ạ? À, button fragment 1. Rồi các bạn copy hai cái này lại. Ok. Đó, nó sẽ cân bằng đúng không? Đây là fragment 2. Fragment 2. Ok. Được chưa? Muốn cách ra thì các bạn để cái margin. À, 10 dp cho nó rồng rồng xíu nhá. Ok. Chưa? Xong nhá. Rồi, rất nhanh. Rồi bây giờ các bạn ở dưới, các bạn ngoài cái linear layout này các bạn sẽ để cô một cái frame layout. Nhớ là để cô một cái frame layout. Đấy, chiều ngang là match parent, chiều cao là match parent luôn. Rồi các bạn đóng cái frame layout này lại cho cô. Được chưa? Là cái này. Rồi các bạn đừng quên đặt ID. ID cô để là container nha. Đấy. À, cô để là container. Ok, để chữ container luôn đi. Ok chưa? Xong rồi đó. Vậy là mình xong được rồi cái layout. Rồi. Đây là layout của activity. Rồi cô nhắc lại cái frame này các bạn nè. Cái frame nó là một cái khung, nó không chạy độc lập được, nó phải được nhúng vào trong cái activity nó mới chạy được. Vòng đời của cái frame, à, cái fragment nó gần giống cái vòng đời của activity. Thì các bạn quay lại cái vòng đời của activity cái chỗ này các bạn nhé. Đây, vòng đời fragment nè. Đây thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? À, ở đây vòng đời fragment nè. Thì đây là cái activity nè, vòng đời activity nè. Thì khi activity nó được khởi tạo thì cái fragment nó sẽ gọi tới những cái sự kiện này.
Nghĩa là on attack, on create, on preview và on activity created. Đó. Có nghĩa là khi đẩy những cái hàm này các bạn mà viết code trong đấy là nó sẽ xử lý, nó chạy. Được chưa? Anh này ở trạng thái start thì anh này cũng ở trạng thái start. Anh này mà ở trạng thái pause thì anh này cũng ở trạng thái on pause. Tức là pause là bao cả hai, tại vì nó phải nằm ở trong cái activity mà. Rồi, anh này ở trạng thái resume thì anh này cũng ở gọi được gọi cái hàm on resume. Được chưa? Tức là pause là nó đang ở trạng thái nghỉ, trạng thái chờ. Đấy, nghỉ thì có nhiều, một lớp văn ẩn nó đi, hai là bị một cái activity khác nó đè lên, đúng không ạ? Thì nó sẽ ở trạng thái gọi là trạng thái pause. Anh này stop thì cái này anh cũng gọi on stop. Anh này destroy, destroy là hủy á, thì anh này cũng gọi nè. Đầu tiên là nó sẽ on destroy view, tức là nó sẽ destroy luôn cái view. Rồi nó gọi on destroy và on detect. On detect, attack là được gắn vào, detect là không nạp nữa, không gắn nữa. Đấy. Thì đây là các vòng đời của fragment. Đấy, nó cũng tương tự các vòng đời của activity nhá. Rồi, và lưu ý nè, fragment nó phải được gắn vào activity nó mới chạy. À, và khi đó nó có mối quan hệ rất là hay, nhìn nhé các bạn. Đây. Giả sử anh này, anh ngoài cùng này được gọi là activity thì anh trong này nè là fragment, thì ở ngoài sẽ có thể gọi được fragment. À, ở trong fragment có thể gọi được ra ở ngoài. Đây. Tại sao lại tôi gọi ngoài gọi trong? Tại vì là activity nó có file Java, fragment nó cũng có file Java. Đã và gọi như nào thì mình nhìn nhá. Đây. À, cô sẽ tạo fragment trước. Để tạo fragment thì mình sẽ vào code này, mình sẽ tạo. Để tạo fragment thì mình sẽ click chuột phải. Các bạn đừng có new này, các bạn đừng có chọn cái fragment này nhá. Các bạn chọn cho cô là Java class. Tại vì các bạn chọn cái fragment đó thì nó sẽ sinh code. Các bạn tự gõ. Đầu tiên là cô gõ cái fragment 01 đi ha. Rồi các bạn nhìn ạ. Rồi các bạn kế thừa extend cái fragment. Đó. Rồi. Một cái fragment thì nó có một cái view gắn với cái fragment đó, cho nên các bạn phải tạo cái view cho fragment. Vậy mình sẽ tạo cái view có cái hình đúng không ạ? Cái hình. Bây giờ cô copy cái hình này đi. Cái hình này đang ở đâu ạ? À, Zalo đúng không? Lớp mình là MD. Đây. 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 Ok. Cô lấy hình nào ạ? Cái hình này nhá. Thấy chưa? Các bạn lưu ý nè, các bạn mới lấy cái hình này ấy. Phải cái này không? Cái nào cũng được mà. Đâu quan trọng. Các bạn phải đổi cho cô. Đổi tên hình cho cô nhé. Các bạn copy nè, các bạn kéo thả vô nè. Các bạn thả vô cái drawable nè. Ok, nắm thả vô nè. Nắm thả vô drawable nè. Ok. Rồi, các bạn lưu ý nè, không để trong drawable 24. Các bạn phải để trong cái drawable thôi, không được để trong drawable 24, xóa cái chữ V24 này đi. Nhé. Đó. Ok, để 24 các bạn không nhìn thấy đâu. Đó. Và nó bị lỗi tên file, các bạn click chuột phải, các bạn rename nó đi. Rename tên file. Tại vì tên file của nó không có chữ hoa. Các bạn để chữ logo được rồi. Logo là xong. Hết lỗi. Thấy chưa? Để chữ logo là xong nhá. Nó không chứa chữ hoa, không số. À số có không nhỉ? Số có. Không chứa dấu ký tự đặc biệt, dấu gạch ngang không chứa luôn ha. Chữ thường chữ hoa nó không chịu nhá. Resort file là nó vậy đó. Rồi. Ok, vậy bây giờ cô sẽ tạo cái một cái layout của fragment. Cô sẽ new một cái layout resort file. À, cô để đặt tên là fragment 1 nhé.
Ok. Cô chọn để cái linear layout luôn ha. Đó, linear layout. Ở đây các bạn để cho cô một cái image view. Để cô một cái image view. Đó, cái này là để wrap match parent, match parent luôn cho nó bự luôn, đúng không? Circle drawable. À, logo. Ok. Đóng. Không làm gì cả, đóng để đó. Được chưa? Đấy. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ cô add vào nhé. Đây. Cái fragment 1 là sao? Cái fragment 1 là cô đầu tiên cô phải tạo dùng cái hàm để các bạn nạp cái layout vào. Cái hàm đấy cô dùng là on create view. Đấy nhá. Cái hàm này để nạp layout. Nó sẽ return một cái view này các bạn nè. Thấy chưa? Rồi. Vậy thì cô sẽ tạo nè. Tạo cái view nè. Return cái view. Vậy cái view của cô là cái gì nè? Cái view. Cái view. Đó, view bằng inflate có rồi nè, layout inflator nó có sẵn cho các bạn rồi, các bạn chỉ dùng cái inflate nó thôi. Chấm inflator. Inflator.inflate đưa cái layout vào r.layout. Chấm chọn cái layout của mình là gì đấy ạ? Fragment 01. Container phải phone. Đó, và các bạn return cái view là xong. Vậy là các bạn đã nạp xong được cái view rồi. Ok. Rồi muốn hiển thị nữa nhá. Bản thân cái fragment này nè, nó file Java này các bạn không thể nào mà chạy độc lập được, mà các bạn sẽ nạp vào main activity. Vậy thì cô sẽ kiểm tra này, nếu cái save instance này mà bằng null có nghĩa là không có gì cả. Nó đang rỗng, nó chưa có một cái gì cả. Instance này chưa có một cái gì cả. Thì cô sẽ nạp cái fragment vào. Nghĩa là cái dùng cái get support manager. Nó là cái lớp để các bạn quản lý, điều khiển, hỗ trợ cái fragment. Rồi chấm begin transaction. Một dòng đó cô enter cho các bạn dễ nhìn thôi, bản thân nó một dòng add fragment nè. R.id.container. Ủa không thấy hả? Đây, nó add cái vào cái layout này. R main à, r.id. Ủa sao không thấy container ta? Khoan, cô đặt ID cho cái layout của cô cho nhỉ? Đấy. Cô nhớ là cô đặt ID container cho nó rồi mà. Ủa? Đấy. Sao không thấy ta? Phải. Ủa sao không thấy ta? Rồi. Cô tạo, cô new cái fragment này nè. Thì new fragment này cô có thể new tại chỗ, hoặc cô tạo nó ở ngoài. À, tạo ngoài thì cô tạo là fragment 1. Đó, fragment 01 vào đây nha. 01 vào đây nha. Rồi cô đưa cái fragment 01 vào. Đó, rồi nhớ đừng quên chấm commit. Phải có câu lệnh commit này thì nó mới ok này, xong rồi đó. Nha, nếu như nó chưa có gì thì nó sẽ add thằng này vào. Rồi, bây giờ cô thử chạy thử nhá. Chạy thử cái hàng này ok không nhá. Nếu mà nó add được cái fragment vào là ok. Rồi chờ xíu. Rồi. Lỗi rồi. Default activity not full. À. Cô sorry các bạn, cô nhầm. Trong manifest cô chưa có. Ui trời. Cô xóa luôn rồi mấy đứa ạ. Ừ. Hay quá, true. Cô xóa luôn. Ờ, cốt lại thôi. Rồi, mấy đứa đọc cho cô cái intent gì trong nhỉ? Cái intent default trong này là gì nhỉ? Đọc cho cô lại cái. Cái intent default ấy. Nhớ không? Cái default ấy, cái các bạn chạy ngâm đình đầu tiên ấy, nhớ không?
đọc cái rồi đứa nào copy vào cái kia đi, không tôi mở cái khác ra. Một là copy cho lẹ, hai là tôi mở cái của tôi ra tôi làm. Open hả? Open reset nè. Thôi tôi từ lấy của tôi đi cho nó nhanh. Đấy, nó có sẵn, nó mất nè, cái này cô xóa nó mất cái thằng này nè, intent filter này các bạn này, thấy không? Đó, các bạn vào đây thôi, dễ yeah. Đó, thả nó là xong. Ừ, quên mất, lúc này xóa là nó remove mất. Rồi, ok. Rồi, vẫn lỗi tiếp. Object class not null đang tìm rồi. Ủa sao này bảo cái thằng này ta lại khai báo à? Vẫn khai báo à? Chỗ này đâu có khai báo đâu nhờ Thanh nhờ. Cái frame layout ấy. Frame layout sau này là bảo là à. Cô trên new, sorry các bạn. I'm so sorry. Fragment 01 bằng new. Fragment. Đấy, quên khởi tạo. Đấy. Đừng có nói là demo không lỗi nha, demo lỗi là bình thường. Rồi ra chưa? Ok chưa? Ok nha. Rồi, bây giờ là mình đã đổ được fragment vào rồi. Bây giờ mình muốn nè, nhấn fragment 1 thì nó nhảy cái 1, nhấn fragment 2 thì nhảy sang cái fragment 2 đúng không? Thì bây giờ các bạn phải tạo thêm một cái fragment 2 nữa. Đơn giản vậy thôi. Vậy là cô sẽ tạo thêm một fragment 2 nữa bằng cách là cô copy. Đúng rồi. Ctrl C, Ctrl V nha. Đấy, fragment cô sửa là thành 2. Rồi đổi cái này thành cái số 2. Nó chưa có đúng không ạ? Chưa có thì mình tạo. Đấy, cái này cũng Ctrl C, Ctrl V, cái này đổi sang số 2 là xong. Rồi, và cái này các bạn số 2 này các bạn thay vì các bạn để hình thì các bạn để chữ nha. Thay vì để image view thì các bạn để cho cô là text view. Đúng không? Text view. À, chiều cao của nó là match parent, cái này là wrap content. Rồi các bạn để cái text cho cô. Text FPT Poly Technic nha. À, thêm chữ Hồ Chí Minh cho vui. Đúng ạ, để cái text size để 30 SP. SP là đơn vị đo của cái gì ạ? Của phông chữ. Còn DP là kích thước các khoảng cách đó các bạn. Rồi cái text alignment là center. Rồi text style. Style là để bold đó, cho vui á. Rồi ok. Vậy thôi. Vậy là các bạn vừa tạo được cái fragment 02. Mình chưa làm gì cả, mới hiển thị thôi. Rồi, bây giờ mình sang main activity. Khi mình bấm vào fragment 1 thì nó chuyển fragment 1. Khi bấm vào fragment 2 button thì nó nhảy sang fragment 2. Thì các bạn bắt sự kiện thôi. Vậy là mình sẽ lấy hai cái gì đấy ạ? Hai cái button đúng không? Thì các bạn sẽ có là gì đấy ạ? Button phải khai báo hai cái biến, button 1, button 2. Đấy, button 1 chấm set on click listener new on click listener. Cái này các bạn làm gì ạ? À? Các bạn nhảy thôi. Có get support này các bạn này. Đó. Mà các bạn thấy cho cô bằng cái gì ạ? À? Vâng, đây thấy cô bằng replay. Đấy các bạn để cái này là fragment 1. Còn click copy nhá, click vào cái fragment 2, Ctrl C, Ctrl V cái này. Button 2. Click thì nó nhảy sang cái replay sang cái fragment 02. Mà fragment 02 chưa có thì các bạn khai báo nha. Ctrl C. Đấy, 02 nè. 02. Và các bạn phải new nè, các bạn đừng quên cái new. Cái này mà thiếu cái instant này á là các bạn sẽ nó báo cái lỗi là null exception nha.
Đấy, fragment 02 là xong rồi đó. Đó, bấm cái nút thứ nhất nó sẽ thay thế. Có gì tôi không biết, nó thay thế bằng fragment 1. Nhấn cái button 2 thì nó thay thế bằng fragment 2. Đó, chạy thử nha. Ủa, lỗi gì ạ? À? Vẫn lỗi nha mấy đứa. Ủa, nún hả? Tôi có làm gì đâu nún. À, cái này. À, button 1 chưa gì đấy hả? Đúng rồi. Đấy, hay quên lắm. Error.id.button fragment 1. Đấy, nún là chưa ảnh xạ, đúng không? Đấy, cái này là button 2. Vui lắm. Rồi chạy lại tiếp. Rồi hết lỗi nè. Rồi tôi bấm. Nó nhảy nè. Rồi bấm. Nhảy nè. Rồi bấm ok. Xong rồi nha. Xong được bài lớp 1 hàng. Rồi stop.